Mikel, một chiến thắng tuyệt vời hôm nay, ông đánh giá nó thế nào? Với tỷ số thế, với các bàn thắng và chuyền sạch lưới, tổng thể thì cả đêm nay chúng tôi đã sống cùng với các khán giả. Mọi chuyện đã đầy ảo diệu ngay từ khi bắt đầu. Chúng tôi đã bắt đầu thực sự tốt, chơi rất quyết tâm, tạo ra được rất nhiều cơ hội. Sau đó chúng tôi có chút chệch choạc. Chúng tôi để mất một, hai pha bóng ở những khu vực nguy hiểm và họ có thể trừng phạt chúng tôi. Chúng tôi đáng ra nên bị vậy. Còn thì ở hiệp 2, chúng tôi đã phản ứng lại được. Chúng tôi đã chơi kỷ luật hơn, tiếp tục tạo ra nguy hiểm trên hàng công, chơi đầy quyết liệt với bóng. Nói về việc ghi 5 bàn và giữ sạch lưới được trước Chelsea, phải dành lời khen ngợi cho các cầu thủ của tôi. Một hiệp 2 hẳn là đầy áp đảo, nhờ đâu mà cả đội đã chơi sắc bén lạnh lùng vậy? Tôi nghĩ những màn trình diễn cá nhân đã giúp thắng được 5 bàn trước đối thủ này, đó là điều cần có. Về cả tập thể thì chúng tôi đều rất hay, kết nối rất tốt, chơi đầy rõ ràng, chơi đầy hiệu quả trước khung thành, nhờ đó có những bàn thắng đẹp. Ông Chung đã sững sờ trước bàn thắng thứ hai của Ben White nhỉ? Thật thích thú để theo dõi phải không? Thật là sung sướng khi xem được. Tôi thì đã không rõ cậu ấy muốn làm gì khi đó. Tôi chưa hỏi nữa, nhưng có thể tưởng tượng câu trả lời rồi. Tuy nhiên một lần nữa nói về cá nhân, đó là một màn trình diễn tuyệt vời nữa của Ben. Thế ông nói gì về sự trở lại của Partey và Tomiyasu đã có tác động lên lối đá của đội phải không? Vâng, thực sự tốt. Tôi nghĩ Partey đã đang lấy lại được nhịp độ thi đấu. Cậu ấy đã vắng nhiều trận vài tháng qua rồi và chúng tôi tin đây là trận đấu phù hợp cho cậu ấy. Partey có thể đem lại tác động hợp lý cho đội và chắc chắn cậu ấy đã làm được vậy. Hẳn là cũng rất tuyệt khi lại thắng ở sân nhà đúng không? Bầu không khí cũng đã rất tốt nữa đúng không? Thật không thể tin được, họ đều nhún nhảy, ca hát, họ đã cổ vũ nhiệt tình, họ reo sống theo từng pha bóng với đội. Cảm ơn rất nhiều, bởi vì bầu không khí hôm nay, nó thực sự khó cho đối thủ. Hẳn là đầy tự tin hướng tới trận derby Bắc London đúng không thưa ông? Vâng, chúng tôi tận hưởng niềm vui tối nay, ăn bữa tối ngon nghẻ, sau đó nghỉ ngơi chút và ngày mai sẽ bắt đầu cho gà trống. Một chiến thắng tuyệt vời phải không Ben? Hẳn anh đầy vui sướng. Vâng, tuyệt vời lắm. Tuyệt vời khi có được 3 điểm và ghi được 5 bàn. Nói về sự khởi đầu của hiệp 2, chuyện gì đã khiến đội đầy lạnh lùng trước khung thành vậy? Tôi nghĩ do chúng tôi đã có những cơ hội trong hiệp 1, nhưng đã không tận dụng được tốt. Ở hiệp 2, chúng tôi đã vào việc hơn và ghi được các bàn thắng. Hai bàn thắng cho riêng mình, anh hãy nói về những khoảnh khắc đó đi, đặc biệt là ở bàn thắng thứ hai. Tôi nghĩ là mình cũng đã sốc khi bóng đi vào lưới, thành thật vậy. Một đường bóng đẹp từ Odegaard và tôi đã may mắn chút. Anh cố tình sút à? Tất nhiên không. Chỉ là một pha ăn may thôi, anh thấy mà, tôi chỉ cố đi đưa bóng căng ngang vào và nó lại đi thẳng vào lưới. Anh hẳn đang yêu thích việc ghi bàn gần đây nhỉ? Vâng, cũng đã bỏ qua vài cơ hội, nhưng tôi thích làm được việc giúp đội. Anh thấy tình hình lúc này ra sao? Hẳn việc giữ tập trung là quan trọng cho cuộc đua đúng không? Vâng, chúng tôi biết là mình muốn vô địch mùa này, ai nấy đều chung chí hướng, ai nấy đều làm việc chăm chỉ vì một mục đích. Vậy là chúng ta đã lại thắng ở sân nhà, hẳn là đầy vui sướng với sự cổ vũ và bầu không khí này đúng không? Vâng, thật tuyệt vời. Rõ là khi mọi thứ đã như ý, thật tuyệt khi có khán giả, họ đã giúp ích rất nhiều. Giờ thì trông đợi Derby London nhỉ? Vâng, tất nhiên, một chân cầu khổng lồ cho chúng tôi. Chúng tôi muốn có được 3 điểm. Chúc mừng nhé, Mikel. Ông hẳn ấn tượng với màn trình diễn hôm nay đúng không? Một chiến thắng đặc biệt. Vâng, một màn trình diễn lớn, cả tập thể và cá nhân theo tôi đã chơi thực sự tốt, trước một đội thực sự hay và đang có phong độ cao. Họ đã khiến chúng tôi gặp nhiều nghi ngại và chúng tôi đã phản hồi thực sự tốt. Ngay từ khi bắt đầu, tôi nghĩ chúng tôi đã thực sự chơi quyết tâm, thực sự trôi chảy và thực sự chơi đầy can đảm, tạo ra được nhiều thứ. Và vâng, tôi thực sự vui với kết quả. Nó là một ngày trọng đại cho các cổ động viên và tôi thực sự vui với nó. Mikel, đây là lần đầu ông dùng Partey, Odegaard và Rice ở hàng tiền vệ kể từ trận tranh Community Shield. Chắc ông cũng đã đợi rất lâu rồi để được dùng những con người như này nhỉ? Ông hài lòng chứ? Vâng, chúng tôi đã có cả đội lành lặn để ra sân chịu Timber. Để hy vọng cậu ấy sẽ trở lại sớm với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa mọi cầu thủ cùng năng lực mà họ có. Chúng tôi nghĩ nó đã là thời điểm thực sự tốt để cho Partey để trở lại. Cậu ấy trông cũng đã vào form, đã tập luyện rất tốt vài ngày qua. Với cách mà đối thủ chuẩn bị, với những cầu thủ mà họ có, đặc biệt là cách họ tấn công, chúng tôi tin đã là sự lựa chọn hợp lý để dùng Partey. Cậu ấy đã ra sân và đã có màn trình diễn tuyệt vời, cũng thực sự quan trọng cho đội. Ba người họ đã kết hợp hỗ trợ nhau rất tốt. Ông thích nhất điều gì ở bộ ba này? Về mọi mặt, nhưng để nói là dù khi dùng Rice, Kai và Martin hay cả Emil, rồi cả Jorginho thì cũng vậy. Cậu ấy thì đã chơi những trận rất lớn cho chúng tôi và chúng tôi cũng đã thắng những trận cầu lớn với cậu ấy.
Nó còn tùy vào trận đấu và trạng thái của trận đấu nữa, rồi đối thủ. Còn thì mọi thứ thật tuyệt khi mọi người đều cảm nhận được sự quan trọng của mình. Đó là điều thực sự quan trọng lúc này. Mikel, hẳn là một đêm khó quên ở thời điểm quan trọng của mùa giải để có một chiến thắng 5-0 trước một đội như Chelsea. Nó sẽ gửi đi một thông điệp cho cuộc đua vô địch nhỉ? Liệu sẽ là một cú hích về tinh thần cho đội, cho các cầu thủ, trước những gì mong muốn đạt được ở giai đoạn này của mùa giải? Thật tuyệt vời cho chúng tôi, rất tốt cho sự tự tin và niềm tin rằng chúng tôi có thể làm được và chúng tôi có thể đến những sân vận động đó đối mặt với những đối thủ lớn. Chúng tôi có thể trình diễn và thắng trận giống cách đã làm được hôm nay, giờ thì tận hưởng nó và sau đó trở lại làm việc vào ngày mai, bởi vì chúng tôi có một trận cầu lớn hôm Chủ nhật và chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thực sự tốt để cố gắng đánh bại họ. Ông biết Pochettino rất rõ, hẳn là ông đồng cảm với những gì ông ấy đang gặp phải đúng không? Ai nấy cũng đều phải đồng cảm với tất cả những gì ông ấy đang trải qua, với tất cả những gì đang làm được. Ông ấy hiểu điều đó. Tôi thì cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó không khác gì. Pochettino đang làm tuyệt vời công việc của mình. Nếu nhìn vào đội bóng này và phân tích 6-7 trận đã qua, họ xứng đáng thắng từng trận đấu. Họ đối đầu với những đội hàng đầu, những đội lớn và họ xứng đáng đánh bại tất cả. Để hy vọng mọi chuyện sẽ sớm xoay chuyển và trở nên xứng đáng hơn. Ông đã thấy hài lòng khi thắng ông ấy? Không, tôi yêu chiến thắng. Ông ấy cũng sẽ luôn cố tương tự. Còn khi nói về sự đồng cảm, về một người mà tôi yêu quý ngưỡng mộ, thì chắc chắn tôi muốn điều tốt nhất cho ông ấy. Chào Mikel, vẫn là về hàng tiền vệ. Để nói thì ông đã không thực sự có thời gian để sử dụng nhiều bộ ba đó. Hẳn là quá thứ may mắn đúng không? Khi mà hôm nay hàng tiền vệ đã đầy hiệu quả. Đáng ra ở những thời điểm khác mùa này nên có được. Tôi không biết, nhưng nếu có cậu ấy, chúng tôi sẽ thắng mọi trận đấu, nhất là khi nhìn vào chuỗi trận mà chúng tôi đã có, cùng số điểm đã đạt được. Đúng là chúng tôi đã rất nhớ Partey, từ tận tháng 8. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng, nhưng để nói thì nó đã mang đến một cơ hội cho mọi cầu thủ khác, như việc cho Rice thi đấu ở vai trò số 6, hay cả việc khám phá cậu ấy ở vai trò số 8, rồi cả Kai ở vai trò số 9, chưa kể sự đóng góp của Jorginho nữa, cậu ấy đã hoàn toàn phi thường. Và để nói, đội có nhiều nguồn lực, chúng tôi phải tìm ra cách để chiến thắng và hành động, tự tăng cường thay đổi chất lượng. Tôi thực sự vui lúc này. Để nói ở những tuần gần đây, khi vào hiệp 2, đội đã chơi thiếu hiệu quả, mỏi mệt, nhưng hôm nay thì đã đầy năng lượng đến cuối trận. Hẳn nó chứng minh rằng, chiến thắng là liều thuốc tốt nhất trước sức y thể lực. Đó là điều chắc chắn với năng lượng và tinh thần của cả đội. Trong hiệp 2, chúng tôi vẫn chơi tiếp tục đầy thể chất. Với những gì các cầu thủ chúng tôi làm được trong vòng 10 ngày qua, thật không thể tin được. Nhìn vào số lượng trận đấu của vài cầu thủ, thật phi thường. Nhưng họ có thể làm vậy và họ có thể cải thiện bản thân thêm. Bởi vì họ muốn thế. Họ đã có tinh thần như vậy. Họ thực sự muốn chiến thắng. Mikel, vẫn về chuyện đó. Sau những gì gặp phải tại Champions League, mọi thứ đã đứng trước nguy cơ trôi xa. Nhưng giờ mọi thứ đã hoàn toàn ngược lại, chỉ sau 6 ngày thôi. Liệu ông đã làm gì, hay cái đội đơn giản là đã sẵn sàng để làm mọi thứ? Chỉ đơn giản đối mặt thực tế thôi, vậy đó. Sự chênh lệch ở giải là rất nhỏ, và đôi lúc chúng ta không thể hay hơn đối thủ được. Sẽ không có đủ may mắn cần thiết ở nhiều thời điểm. Nhưng thế sẽ phải làm sao đây? Chúng ta sẽ phản ứng lại, đối mặt thời điểm đó. Khoảnh khắc đó đẹp đẽ lắm. Chúng tôi thì đã làm việc chăm chỉ cả 9 tháng qua cho nó. Còn thì sẽ phải đối đầu nó đúng cách, đúng trình độ chúng tôi có, và đặc biệt là có niềm tin. Rằng chúng tôi có thể làm được 9 tháng rồi, chúng tôi có thể vô địch. Sau khi có niềm tin, thì sẽ phải làm những gì mình đang làm một cách ổn định, không gì khác hơn. Chuyện luôn ngọt ngào khi một cầu thủ ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Kai đã rất hay mùa này, và màn trình diễn hôm nay thì cũng kinh khủng đúng không? Cậu ấy đã không thể tin được về mọi mặt, và rõ là khi chơi vai trò số 9, ghi được 2 bàn thắng đẹp theo cách đó. Sự đóng góp là tuyệt vời. Hẳn việc ghi bàn vào lưới Chelsea là chuyện để nói riêng, nhưng tôi chắc là cậu ấy rất hài lòng. Khán giả đã nhảy cẫng ngày hôm nay. Ông hẳn vui mừng về chuyện đó, khi có thêm niềm tin và sự hào hứng được chuyển tới các cầu thủ. Đó là điều chúng tôi muốn có. Các khán giả phải cảm nhận được rằng đội bóng này có năng lực đáp ứng hình ảnh của câu lạc bộ theo cách tốt nhất. Tôi nghĩ họ cảm nhận được như vậy rồi. Họ thấy được nỗ lực, họ thấy được chất lượng. Nên công việc của chúng tôi là đảm bảo rằng họ có được sự vui vẻ, tận hưởng mọi thứ, và cùng nhau chúng tôi sẽ giành được những danh hiệu. Mikel, nói về chuyện cũ, ông cũng từng là cầu thủ. 10-12 năm trước, ông cũng từng đã nhận một thất bại nặng nề trước Chelsea. Hẳn đây là sự trả thù nhỉ? Ông vẫn nhớ chuyện cũ chứ? Nó không phải là trả thù, bóng đá là vậy thôi, đơn giản mang đến những cơ hội khác thôi. Chúng tôi đã tận dụng theo đúng cách, đừng nói quá mọi chuyện, tận hưởng đêm nay và trở lại làm việc vào ngày mai thôi.
Yeah. Okay, thank you.